Sáng nay ngày 14 tháng 10 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, lớp thứ 3. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo lớp học. Cùng dự có đồng chí Lê Minh Hưng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng và 49 cán bộ quy hoạch, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, từ Đại hội 11 đến nay, việc mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ quy hoạch, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thực sự đổi mới và ngày càng đi vào nền nếp. Thực tiễn cho thấy, đây là bước chuẩn bị rất quan trọng cho công tác nhân sự trong các kỳ đại hội và đóng góp rất quan trọng vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc. Lớp bồi dưỡng lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược, sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, phong cách, tập trung thời gian, công sức và trí tuệ, cùng nhau đạt được những kết quả cao nhất, hoàn thành tốt chương trình toàn khóa học. Đối với các đồng chí ban chỉ đạo, ban tổ chức lớp bồi dưỡng, các báo cáo viên tham gia truyền đạt, triển khai nội dung chương trình bồi dưỡng, cần sao cho thật sự hiệu quả, chuyển hóa kiến thức thành nhận thức và hoạt động thành phương pháp tư duy khoa học mang tầm chiến lược của các đồng chí học viên. Cần đặc biệt chú ý phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo của học viên, chú trọng tương tác giữa người truyền đạt và người nghiên cứu, thực hiện tốt phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Dự kiến lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 25 tháng 11, bao gồm 33 chuyên đề là những vấn đề rất căn cốt, trọng yếu của đất nước giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó là một số chuyên đề do các chuyên gia nước ngoài trình bày và các chuyến đi thực tế để nghiên cứu, tham khảo nhịp sống ở cơ sở. Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường, chiều tối ngày 13 tháng 10, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Lý Cường cùng thưởng thức chanh Đông Hồ và tham quan trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Hai thủ tướng thưởng lãm các bức tranh đông hồ truyền thống của Việt Nam do các nghệ nhân đông hồ trình diễn. Sau khi chứng kiến và tìm hiểu thêm về kỹ thuật in tranh, ý nghĩa, giá trị nghệ thuật của tranh đông hồ, hai thủ tướng trực tiếp trải nghiệm in tranh theo cách của các nghệ nhân đông hồ đã trình diễn. Với bức tranh Cưỡi Trâu Thổi Sáo, một trong những khung cảnh đặc trưng truyền thống, mô tả cảnh thanh bình của miền quê Việt Nam. Tranh đông hồ hay tên đầy đủ là tranh khắc gỗ dân gian đông hồ là dòng tranh dân gian Việt Nam với xuất xứ từ làng Đông Hồ ở phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trước đây, tranh được bán ra chủ yếu phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán. Người dân nông thôn mua tranh về dán trên tường, hết năm lại lột bỏ, dùng tranh mới. Với giá trị cao về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đang được tiến hành nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học để đệ trình UNESCO đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể. Sau khi thưởng thức tranh Đông Hồ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Cường tham quan trưng bày một số sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là những sản phẩm tiêu biểu trong 14 mặt hàng nông sản xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Trung Quốc luôn xác định là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn và quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Trong 9 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Trung Quốc đạt 9,26 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 3,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023. Với kết quả này, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu của rau quả Việt Nam trong 9 tháng. Mặc dù vậy, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam sang Trung Quốc còn nhiều dư địa. Ngay tại hội đàm trong sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho nông sản chất lượng cao của Việt Nam như hoa quả có múi, bưởi, bơ, na, roi, dược liệu đông y có nguồn gốc thực vật, thịt trâu, thịt bò, thịt lợn, sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tôm hùm bông nuôi trồng của Việt Nam. Thủ tướng Lý Cường cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông thủy sản, hoa quả chất lượng cao của Việt Nam. Chín tháng năm 2024, tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh Thái Nguyên đạt hơn 21,8 tỷ đô la Mỹ và là địa phương đứng thứ 5 của cả nước về giá trị xuất khẩu.
Trong đó, xuất khẩu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 21,34 tỷ đô la Mỹ, chiếm 97,5% tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh. Xuất khẩu do địa phương quản lý đạt 529,2 triệu đô la Mỹ, chiếm 2,5% tổng giá trị xuất khẩu. Năm 2024, Thái Nguyên phấn đấu giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt trên 29,312 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu đó, những tháng cuối năm, các cấp, các ngành chức năng của tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Thưa quý vị, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và lực lượng chức năng, thời gian gần đây, việc khai thác hải sản tại các tuyến biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được kiểm soát chặt chẽ. Nhiều trường hợp khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU đã bị xử lý nghiêm. Đồn biên phòng Hải Hòa được giao quản lý 23 km bờ biển thuộc 9 phường tại thị xã Nghi Sơn. Số phương tiện trên địa bàn là 550 tàu với trên 3.300 lao động. Trong đợt cao điểm này, đồn đã phối hợp với các địa phương bố trí riêng khu neo đậu tàu cá vi phạm, điều tra xác minh, vận động các chủ tàu cá ký cam kết hoạt động theo quy định. Thì phối hợp với đồn biên phòng Hải Hòa, rồi là trạm thủy sản Lệnh Bạng, rồi ban quản lý cảng cá Lệnh Bạng cùng như các phòng ban, cơ quan chức năng trên địa bàn phường Hải Thanh. Chúng tôi bây giờ là cụ thể là 43 tàu cá vi phạm là chúng tôi là cơ bản là các biển xong. Cùng với việc gắn biển các phương tiện vi phạm, lực lượng chức năng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã kiểm tra 145 lượt phương tiện với 1.038 lượt lao động vào bến, cương quyết không cho xuất bến 29 phương tiện thiếu thủ tục giấy tờ theo quy định. Trong cái đợt cao điểm này thì đơn vị đã tiến hành thông báo trực tiếp đến các chủ phương tiện yêu cầu kết nối lại thiết bị giám sát hành trình. Những trường hợp cố tình vi phạm thì chúng tôi kiên quyết xử lý và xử phạt. Còn những trường hợp chưa rõ ràng, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn xác minh và xử lý đúng cái quy định của pháp luật. Trong một tháng qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 8 tổ công tác chuyên biệt phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên địa bàn. Các đơn vị biên phòng tuyến biển duy trì 5 tàu gỗ, 14 xuồng tuần tra, quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra vào cửa sông, bãi ngang và trên biển, phát hiện và điều tra xác minh hàng chục phương tiện vi phạm. Thưa quý vị, mùa khô năm 2015-2016, xâm nhập mặn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ khu vực bán đảo Cà Mau. Riêng tỉnh Kiên Giang, kinh phí hỗ trợ thiệt hại cho người dân trong vụ sản xuất này lên đến hơn 463 tỷ đồng. Tại đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh bị hạn hán xâm nhập mặn, mỗi năm mất từ 15 đến 20 tỷ đồng để đắp đập tạm. Nhiều công trình thủy lợi được đầu tư tại miền Tây với mục tiêu khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước. Đầu tháng 2 năm 2021, cống Cái Bé thuộc dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé đã vượt tiến độ đưa vào vận hành sớm hơn một mùa khô. Cống Cái Lớn hoàn thành vào tháng 7 năm 2021 và cống Xẻo Rô hoàn thành vào tháng 10 năm 2021. Hệ thống thủy lợi trên hoàn thành đã kịp thời bảo vệ khoảng 20.000 hectare đất sản xuất của tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang, giúp tỉnh Kiên Giang tiết kiệm hàng chục tỷ đồng khi không phải đắp hơn 130 đập tạm. Công trình cũng đã vận hành linh hoạt, bảo vệ sản xuất, đưa những điểm khống chế vận hành là ổn định, là không để ảnh hưởng sản xuất. Thì trong năm 2024 thì năm tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long thì cái thiệt hại về hạn mặn gần như là không có. Mùa vụ năm 2023-2024, hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé đã điều tiết và khai thác hiệu quả tài nguyên nước cho diện tích tự nhiên trên 384.000 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là trên 346.000 ha. Kết hợp với tuyến đê biển Tây tạo thành công trình phòng chống thiên tai, nước biển dâng do bão, giảm ngập lụt do lún sụt đất, giảm thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn cho các mô hình sản xuất trong vùng. Việc phối hợp vận hành giữa công ty khai thác thủy lợi miền Nam với các địa phương trong vùng dự án như là Kiên Giang, như là Hậu Giang, như là Bạc Liêu, như là Sóc Trăng đã phát huy hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi, không có cái diện tích bị ảnh hưởng của hạn mặn làm ảnh hưởng bị giảm năng suất hoặc là bị mất trắng. Thực tiễn đòi hỏi hệ thống thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long hiện nay không chỉ đơn thuần phục vụ sản xuất lúa mà còn phục vụ tất cả các ngành hàng khác như cây ăn trái, thủy sản, phát triển công nghiệp, đô thị. Công trình thủy lợi được đầu tư phải có vai trò chủ động trong thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, kiểm soát mặn, ngọt của nguồn nước,
mang lại kết quả trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên nước. Thưa quý vị, huyện Đoan Hùng là một trong những địa phương của tỉnh Phú Thọ chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 3 Yagi gây ra. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là tình trạng sạt lở hai bên bờ sông Chảy và sông Lô. Sạt lở đã khiến cho nhiều đoạn đê, đường xá, cầu cống bị ảnh hưởng, nhiều diện tích hoa màu bị nước lũ cuốn trôi, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, ruộng vườn của hàng chục hộ dân sinh sống hai bên bờ sông. Sau khi bão tan, nước rút, chạy dọc theo các tuyến đê sông Lô, sông Chảy trên địa bàn huyện Đoan Hùng mới thấy hết sức tàn phá khủng khiếp của nước lũ. Tình trạng sạt lở, sụt lún đê, ảnh hưởng giao thông, cầu cống, công trình thủy lợi, hoa màu, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản đã gây thiệt hại về kinh tế và đời sống cho người dân, ước tính khoảng hơn 160 tỷ đồng. Với chiều dài bờ sông khoảng 18 km thì các ảnh hưởng về cái sạt lở cũng rất là nặng. Tổng số chúng tôi sạt lở là nặng là khoảng 4,5 km, trong đó tập trung vào 3 cái điểm chính, đó là khu Đông Dương 1 km, khu Hồng Minh là khoảng 0,3 km và khu Nghinh Lạp này là 1,5 km. Với khu Nghinh Lạp mà chúng ta đang đứng đây thì nguy cơ ảnh hưởng đến khoảng gần 100 hộ. Nghiêm trọng nhất là tuyến đê Tả Lô thuộc tỉnh lộ 323 km 43, khu Tiền Phong, xã Hùng Long, sạt lở làm đứt gãy đường, giao thông bị chia cắt. Điều đáng lo là diễn biến sạt lở không dừng lại mà vẫn tiếp tục phát triển nhanh và lan rộng. Đề xuất với các cấp chính quyền có phương án để xử lý khẩn cấp những đoạn sạt lở uy hiếp đến đường giao thông, đường tỉnh lộ cũng như đường liên huyện, liên xã trên địa bàn và các cái công trình thủy lợi, các cống, các đập, các kè ở dưới đê để đảm bảo an toàn chống lũ cũng như là giao thông đi lại thuận tiện cho nhân dân. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân huyện Đoan Hùng đã có báo cáo thiệt hại gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng thời mong muốn Trung ương và tỉnh sớm có phương án để xử lý khẩn cấp những đoạn bị sạt lở, đang uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân. Thưa quý vị, từ bao đời nay, rừng bần ở xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn không chỉ góp phần chống sói lở, ngăn mặn mà còn là nơi có hệ sinh thái phong phú. Đặc biệt với sự hỗ trợ của các chương trình, dự án, diện tích rừng bần nơi đây đang dần được mở rộng, tạo thành lá chắn xanh, bảo vệ làng mạc mỗi khi mùa mưa bão về. Từ xa xưa, rừng bần đã bao bọc, che chở người dân xã Quảng Văn qua những mùa mưa bão, chống xâm nhập mặn. Năm 2022, dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ địa phương trồng trên 2,4 hectare cây bần chua. Đến nay, diện tích này có tỷ lệ sống cao và phát triển tốt. Từ mấy năm trước là cũng có cái chi gạo, bây giờ họ thích quay để mà làm kỷ niệm chụp ảnh, rồi là quay video, rồi là coi đấy ôn lại những kỷ niệm ngày xưa là rừng của mình cũng tốt. Nhưng bây giờ thì cái hệ sinh thái á, thì đưa lại cái hệ sinh thái nữa. Trong sơ lược hẳn là tuyệt vời nhất, bảo to đến mấy mà coi như có cái hàng cây như thế đúng là quá tuyệt vời. Ngoài xã Quảng Văn, dự án cũng đã hỗ trợ trồng hơn 9,26 hectare rừng ngập mặn tại nhiều xã ở Quảng Bình. Việc triển khai trồng mới rừng ngập mặn đã góp phần bảo vệ đê kè, chống sói lở, xâm nhập mặn, tạo thành lá chắn vững chắc để bảo vệ vùng cồn bãi, đồng thời tạo hệ sinh thái phong phú. Trong thời gian tới, thì xã là tiếp tục là thực hiện dự án và để mà bảo vệ. Còn sau khi kết thúc dự án rồi thì sẽ phân công hoặc là có thể phân cho một cái hội nào đấy hoặc là một số hộ dân để chăm bón để bảo vệ được cái rừng ngập mặn này là ngày là một là có hiệu quả hơn. Có thể thấy, phát triển, quản lý hiệu quả và tạo lợi ích từ rừng ven biển chính là tạo điều kiện cho phát triển kinh tế bền vững. Đây cũng là nguồn sinh kế có vai trò quan trọng đối với cộng đồng và người dân địa phương. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ ký kết hợp tác hỗ trợ y tế giai đoạn 2024-2030. Nội dung ký kết hợp tác bao gồm đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, quản lý đào tạo và chỉ đạo tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và marketing, hỗ trợ nhân lực trình độ cao, hỗ trợ tư vấn dịch vụ y tế kỹ thuật cao, đào tạo quản lý bệnh viện, quản lý dược lâm sàng và vật tư, hóa chất xét nghiệm, quản lý và bảo dưỡng sửa chữa thiết bị y tế, đào tạo chuyên môn kỹ thuật y học thực hành trên các lĩnh vực như tim mạch và tim mạch can thiệp, tiết niệu và lọc máu, hồi sức cấp cứu, chống độc, thần kinh, cơ xương khớp. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.